Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop arc tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua arc BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì kênh của mình đã được bật tính năng hội viên hay còn gọi là tính năng supporter. Nếu anh em tham gia làm hội viên của kênh mình với chi phí chỉ là 30.000 một tháng thì anh em sẽ được nhận huy hiệu của hội viên. Và mỗi khi anh em comment trên các cái livestream của mình thì nó sẽ nổi bật hơn, giúp mình dễ dàng tương tác hơn. Ngoài tính năng hội viên ra thì anh em cũng có thể ủng hộ cho mình bằng cách sử dụng tính năng super chat và super sticker để donate trực tiếp trên những cái buổi livestream của mình. Ok, hôm nay thì mình sẽ soi cho anh em một số những con hàng icon đã cập nhật bên server Hàn anh em nhé. Đầu tiên thì chúng ta có sự xuất hiện mới của Pele, vua bóng đá Pele. Như vậy là cùng với cái phiên bản Best World Cup thì cái phiên bản icon này cũng update theo. Đó là Pele ở mùa giải này chúng ta đã có 2 chân 5 năm rồi. Và cũ vẫn giữ cho mình cái thông số thể hình cũ, đó là 1m72, 68 cân và thể hình nhỏ. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất anh em quan tâm với lại Pele đó chính là 2 chân 5 năm. Thì trước đây như mình đã được trải nghiệm và hầu hết đa số anh em cũng sẽ có cùng một cái cảm nhận với mình khi mà sử dụng Pele ấy, đó là cái tốc độ rất nhanh, khả năng chọn vị trí di chuyển hông bóng rất là tốt, tách người tốt, nhưng mà sẽ bị đuối ở mặt thể chất, dễ bị đấm rồi dễ bị đẩy, rồi nói chung là không được tốt về phần thông số thể hình và thể chất đấy. Và có một cái điểm nữa, đó là cái chân không thuận của cụ Pele nó chỉ là 4 sao thôi, trong khi cái mức lương của cụ giải rác ở những cái mùa giải đã qua ấy thì nó tương đối cao anh em nhé, nói thật là như vậy. Còn cái mức lương ở cái phiên bản này nó là 27, nhưng mà nó được nâng cấp lên 2 chân 5 năm. Đây là cái điểm mà mình nghĩ là sẽ là cái điểm đột phá với lại cụ Pele, mà mình hy vọng là vào in game thì cụ sẽ thi đấu rất là bay, hy vọng là như vậy. Anh em đá đơn giản thôi, chắc là chọc khe cho cụ bóng vào đóng. Tôi chơi thuần túy của Eusebio với lại Chabuncun, chắc là anh em cũng quá là quen mặt rồi. Tỷ số rất điểm ở level 1 là 122, dây bóng là 121, bình tĩnh 120. Còn một cái điểm nữa mà mình cũng gặp phải vấn đề tương đối lớn khi mà sử dụng cụ Pele ở các mùa thẻ trước, đó chính là phần lực sút anh em ạ. Cái lực sút này của cụ thì mình chưa chắc chắn khi vào in game nó có được như 114 này hay không, mình không biết. Nhưng mà các cái mùa thẻ khác thì nó không được như chỉ số, thì cảm giác là lực sút của cụ hơi bị non và nó không được ổn định. Và khi mà mình thực hiện những tình huống đê thường hoặc sút xa ngoài vùng cấm ấy, thì mình cảm thấy là cái lực sút này nó không được đảm bảo, nên mình không thích thôi. Còn nếu mà anh em nhìn vào các cái chỉ số còn lại của cụ thì thực sự là không chê được đâu, ngoài phần thể chất thôi. Nhưng mà với một con hàng theo kiểu dạng 1m72, 68 cân thì nhỏ này chắc là anh em cũng sẽ phải đá theo kiểu dạng hạn chế tối đa va chạm. Cái vấn đề mình quan tâm nữa chắc là về phần chỉ số đánh đầu. Chỉ số đánh đầu cụ chỉ là 104, mặc dù bật nhảy cao, chắc là mình hơi nghi là sẽ không được bằng cụ Eusebio hay là Chamcun đâu. Bộ kỹ năng của cụ thiên về kiểu cầm bóng, kiểm soát bóng, gây dắt đột phá nhiều hơn. Chỉ số ẩn cũng rất là đẹp anh em nhé, sút xoáy tinh tế mà tốc độ và qua người. Nói chung đây sẽ là một con hàng tuyển icon trong thời gian sắp tới đấy. Con hàng icon tiếp theo đó chính là Gerd Müller. Đấy, thì bây giờ anh em sẽ không cần phải lo nữa là team Đức chúng ta phải đá ST nào. Đấy, anh em thấy chưa? Cụ Gerd Müller 1m76, 74 cân và thể hình to luôn, 2 chân 5 năm. Thì đây liệu có phải là con hàng quốc dân mới không? Mình nghĩ là khả năng cao là một trong những con hàng quốc dân mới đấy. Lương nó hơi to thôi anh em ạ, lương nó là 27, chắc là anh em cũng lấn cấn hơi nhiều. Mà về mặt tốc độ này, về khả năng sút bóng này, rồi đến khoản cầm bóng các thứ nhìn tương đối là ok. Thể chất thì nhìn không ngon đâu, nhưng mà chắc là cái thể hình to nó sẽ gánh cho cụ anh em ạ. Xét về mặt tốc độ cụ không nhanh, nhưng mà cái phần tăng tốc thì lại rất căng, 114 tăng tốc. Như vậy là lên đà tăng tốc nhanh ấy, thì mình nghĩ là cụ Gerd Müller này sẽ rất là ok, giống kiểu Zola anh em. Khá là giống Zola trong những tình huống mà quãng ngắn thì bứt tốc cực kỳ vượt trội. Đấy, còn về phần dứt điểm thì sao? Ôi mẹ, dứt điểm 120 luôn. Lực sút 111. Quá ngon anh em nhỉ. Trong cái phần sút xa của cụ lại hơi phèn. Sút xa của cụ là 100 như này thì mình nghĩ là tương đối khó để cụ có thể thành quốc dân với cái chỉ số này được. Khả năng là cụ sẽ đóng rất là cháy trong vòng cấm, nhưng mà
Ngoài vòng cấm thì lại không được đảm bảo anh em ạ. Con hàng này đóng sai chỉ có 100 thì so với chỉ số tổng quát 112 nó là chưa đảm bảo đâu anh em nhé. Khả năng kiểm soát bóng tương đối là ok. Chỉ số sút sai không cao, con hàng khả năng là chỉ có đóng D với DD thôi. Có chỉ số ẩn là cứng như thép, sút và tạt bóng ngoài AI Legend. Quá ngon rồi. Nhưng mà nhìn chung thì theo mình thấy đây là con hàng rất đáng để anh em đầu tư cho team Color Đức nhá. Đấu chơi này chắc chắn là anh em sẽ đá được, tôi tin là như vậy. Nhưng mà để lọt vào quốc dân thì mình nghĩ là chưa đâu. Tại vì cụ cái chỉ số sút xa của cụ không được đảm bảo. Chỉ có 100 nên là không ăn thua. Chỉ số dứt điểm thì rất căng, 120 đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với con hàng tiếp theo à, Parisi anh em. Parisi đúng không? Franco Parisi. Thì trường hợp của Parisi thì có lẽ là nó sẽ không được ổn áp trong cái con game FO4 này lắm. Vấn đề là về mặt thể hình. Cũng như FO3 thì con hàng mà không có thể hình tốt thì nó cũng không được trọng dụng nhiều. Sang con game FO4 này thì cái thể hình nó còn quan trọng hơn nữa. Trước thì anh em có thể sử dụng Parisi ở những cái vị trí như kiểu dạng là SW hậu vệ quét trong FO3. Nhưng mà sang FO4 thì vị trí SW thường là sẽ là cái vị trí để anh em giảm lương. Giảm lương ở thời điểm hiện tại. Mình nghĩ là khi nào mà bỏ giới hạn lương thì Parisi dùng mới ổn được anh em ạ. Chứ về mặt tốc độ và tăng tốc của cụ thì cũng không quá vượt trội. Chỉ là 107 và 109 thôi. Nó là ở mức tốt so với thể hình của cụ. AI chọn vị trí với lại phòng ngự tương đối ổn. Nhưng mà mình nghĩ là phần tranh chấp tay đôi với cái thể hình 1m76 70 cân này thì nó là xứng đáng để đá trên ở vị trí phôi anh em ạ. Nó hợp lý hơn. Chứ còn nếu mà để cụ vào trong sân với nhét 25 lương này vào thì đúng là tạo điều kiện cho ST đội bạn đi bàn thì hợp lý hơn. Con hàng tiếp theo, một con hàng nữa của team Color Brazil, đó chính là Jairzinho. Trường hợp của Jairzinho thì mức lương 26, 1m73, 74 cân, chân 4, chân 5. Với ông Brazil thường là thấp bé, nhẹ cân. Chỉ có mỗi ông Socrates là cao to. Cái thông số rất là đẹp, mà hơi tiếc một chút là cái chân không thuận chỉ là 4 sao thôi. Con này mà lên được 5 sao thì nó lại mới bén hơn anh em ạ. Ta sẽ có là tăng tốc, tốc độ, rồi khả năng kiểm soát bóng. Đây là những cái điểm rất là mạnh với lại Jairzinho. Tạt bóng cũng ngon. Là một con hàng chạy cánh nhưng mà cũng có chỉ số dứt điểm lên đến tận 110. Được sút thì trông có vẻ hơi đuối hơn chút. Xa cũng có vẻ là không được đảm bảo. Một con hàng mình nghĩ là thuần chạy cánh đây. Tuy vậy thì Jairzinho có một cái chỉ số theo mình đánh giá rất là cao nếu mà xếp ở vị trí cánh. Đó chính là khả năng đánh đầu. Như vậy là trong những tình huống mà Jairzinho khả năng xâm nhập vòng cấm ấy anh em, thì hoàn toàn có thể kết thúc bằng những tình huống chọn vị trí và đánh đầu được. Chọn vị trí tương đối ngon đấy nhá. Ở đây chúng ta có thêm cả chỉ số ẩn đánh đầu mạnh đấy anh em này. Mình nghĩ là chắc sẽ hơn Garincha đấy anh em. Garincha thì đánh đầu chắc không được như này đâu. Garincha được cái tốc độ và tạt bóng thì chắc là ngang ngang nhau. Được cái là mấy ông Brazil này gần trọt phối hợp chọn vị trí di chuyển rất là khôn. Bao giờ cũng thế. Lương thì nó sẽ là hơi to thôi, nhưng mà để anh em build team color thì chắc là hợp lý. Xabi Alonso. Anh em hỏi mình là con hàng này có đáng đầu tư cho team Real hay không? Nghĩa là không đâu. Nghĩ là với trường hợp của Xabi Alonso thì anh em có con hàng có chất lượng hơn. Cùng với một mức lương đó là 25. Thì đấy, đó chính là trường hợp của David Beckham. David Beckham sẽ hơn Xabi Alonso. Thứ nhất là về mặt tốc độ. Thứ hai đó là về phần mình nghĩ là cái khả năng kiểm soát khu vực của Beckham nó sẽ tốt hơn so với Xabi Alonso. Tốc độ này là cái điểm hạn chế tương đối lớn đối với lại Xabi, tại vì nó chỉ có 98 và 97. Nếu anh em nào thực sự yêu quý Xabi Alonso hoặc là đá những team color như kiểu Liver, đấy, chắc là Liver mới dùng. Thì còn là những cái team color có sự xuất hiện của Alonso như kiểu Real này, rồi như là kiểu team Bayern này. Con hàng này thực sự là không có cửa để có thể chen chân ngang vào được. Sức mạnh cũng không quá vượt trội. Thế hình thì cũng chỉ ngang ngang so với kiểu Striker thôi. Kể ra mà con hàng này nó đã búp thêm một ít tốc độ nữa. Búp ảo game một chút thôi. Đây con hàng tiếp theo anh em cũng rất là mong chờ. Đấy là trường hợp của Yaya Touré. Cầu thủ người bờ biển Nga. Với mức lương 25, chúng ta có một thể hình rất là đẹp. 1m88, 90 cân và thể hình trung bình, chân 4, chân 5. Đấy, với trường hợp con hàng này thì anh em cũng có thể thấy được là mặt thể hình,
cái mặt rất là vượt trội. Cái thứ hai nó là cái bộ chỉ số thành phần thì nó thật sự nó rất là đều. Hình lục giác của Yaya Touré nó đều tất cả các cạnh, tốc độ sút, chuyền, dê bóng, phòng thủ và phần thể chất luôn. Theo mình thấy thì cái bộ kỹ năng đẹp nhất của Yaya Touré nó đến từ khả năng sút xa này, chuyền chọt này và kiểm soát bóng cùng với thể chất. Thể chất chắc là đẹp nhất. Chất có sức mạnh 115 với cái thể hình này. Đấy, thể lực 112. Đấy, đủ trâu cho anh em, quá trâu. Nhưng mà mình nghĩ là cái vị trí có thể khai thác tốt nhất với lại Yaya Touré chắc chắn là vị trí CDM rồi. Với những cái team caller của Yaya Touré thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp cho rất là phù hợp cho những anh em đá team Barca và team Man City. Nó là cái sự bổ sung rất là chất lượng, mình nghĩ là vậy. Còn với anh em đá team quốc dân thì con hàng này chắc chắn nó sẽ lọt vào team quốc dân thôi anh em ạ. Không có cái điểm gì có thể chê với Yaya Touré. Mình đánh giá con hàng này nó sẽ còn nhỉnh hơn so với cả Rijkaard nữa. Rijkaard thì sẽ không được đảm bảo cho anh em về phần sút xa. Với Yaya Touré thì nó bổ sung phần sút xa cả ZD nữa, sút xoáy 116 anh em ạ. Thế với cái thể hình này mà nghiêng người xong bẻ lòng thì như nào nhỉ? Có quá nhiều phương án để chúng ta có thể sử dụng với Yaya Touré, nhưng mà mình nghĩ vị trí CDM và vị trí CM chắc là hai vị trí có thể khai thác được tốt nhất trường hợp của tiền vệ người bờ biển Nga này. Với thể chất như này nó quá phù hợp với con game play hiện tại rồi. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.